chưa từng lời gian tiếng dối, người nói yêu anh một lời mà mọi bước theo anh một đời, xin lỗi đã làm chậm bước em rồi, đã đến lúc ta phải dừng lại đoạn đường chúng ta đi quá dài, còn tin hẳn cả thanh xuân một người con gái em lòng. Ngẩn ngơ đời chờ đưa đón, dường như chính anh là trở ngại để người viết tiếp giấc mơ dài, vậy anh sẽ chọn cách đi xa người mãi mãi. Tiếng ai khóc giữa phố lê thê, tiếng ai hát phố hoa phố lê, phố hoa lê hoa cho người còn lê cho. Chưa từng lời gian tiếng dối, người nói yêu anh một lời mà mọi bước theo anh một đời, xin lỗi đã làm chậm bước em rồi, đã đến lúc ta phải dừng lại đoạn đường chúng ta đi quá dài, còn in hẳn cả thanh xuân một người con. Chờ đưa đón, dường như chính anh là trở ngại để người viết tiếp giấc mơ dài, vậy anh sẽ chọn cách đi xa người mãi mãi. Tiếng ai khóc giữa phố lê thê, tiếng ai hát phố hoa phố lê, phố hoa lê hoa cho người còn lê cho. Ngẩn ngơ đời chờ đưa đón, dường như chính anh là trở ngại để người viết tiếp giấc mơ dài, vậy anh sẽ chọn cách đi xa người mãi mãi. Tiếng ai khóc giữa phố lê thê, tiếng ai hát phố hoa phố lê, phố hoa lê hoa cho người còn lê cho. Xin chào anh em, hôm nay mình mới có chút thời gian để tâm sự với anh em một chút. Tại vì là mình thấy có một số cái comment ở trên kênh của mình á, là một lũ suốt ngày bê tha nhậu nhẹt, suốt ngày gọi là một lũ vô dụng của xã hội.
Thì hôm nay mình mới xin làm cái clip nho nhỏ để mình gọi là thanh minh với anh em. Mình cũng xin tự giới thiệu với anh em, mình là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của công ty Huyền Bi. Huyền là tên của vợ mình, Bi là tên viết tắt của con trai mình. Công ty nhà mình thì chuyên sản xuất và phân phối dòng kem siêu trị mụn cao cấp. Tại sao mình nói là siêu trị mụn? Bởi vì là kem nhà mình khác biệt với tất cả những kem khác trên thị trường. Nếu mà không muốn nói nó là số 1 thì nói là số 2 thì có lẽ là cũng không đúng lắm. Kem nhà mình khẳng định với mọi người rằng là không bong chóc da, không sưng tấy da, không bào mòn da, không dị ứng, không mẩn đỏ. Giống như rất nhiều những sản phẩm khác trên thị trường, có nghĩa là nó phải bào mòn da được nó mới lôi cái mụn đi theo. Còn kem nhà mình thì sẽ làm xe khít lỗ chân lông và có thể làm là kem dưỡng da như là mình dùng dưỡng da bình thường vậy cũng được, rất là ok. Tôi có cho ra mắt một dòng sản phẩm dưỡng da Faisavi cao cấp. Thành phần chủ yếu là Faisavi, là một siêu chất từ cây tầm bóp nổi tiếng trên thế giới. Faisavi là một chất chống lại corticoid độc hại của một số những cái nhãn hàng kinh doanh thực sự là không có lương tâm. Để biết sản phẩm có an toàn hay không, có phải kem trộn chứa hóa chất độc hại hay không, thì khi mua bất cứ sản phẩm nào, bạn hãy hỏi họ là có phiếu công bố của Bộ Y tế không. Mình đã dành ra 5 năm để mà nghiên cứu và phân phối cái dòng sản phẩm kem trị mụn dưỡng da Bimun. Vì kem này cũng là kem gia truyền nhà mình, nên là mình luôn muốn chất lượng sản phẩm phải luôn đỉnh nhất. Và rất là tuyệt vời, sản phẩm đã được rất nhiều anh chị em yêu thích. Hàng trăm anh em trên toàn quốc đặt hàng mỗi ngày. Đó là lý do tại sao mà mỗi tháng ấy, tôi chỉ có thời gian cover cho anh em 1 đến 2 bài thôi. Bây giờ phải chăm chỉ làm việc để có tiền, sắp tới còn phải làm live show cho anh em đến chơi nữa chứ, đúng không? Thì nhân tiện đây xin giới thiệu với anh em, để anh em mình ai mà có nhu cầu trị mụn, muốn có một làn da gọi là nó mịn màng như thế này như mình, mình cũng dùng luôn hàng ngày ấy. Để mà bạn nam thì có bạn gái, bạn nữ thì sớm lấy chồng, thì liên hệ mình và công ty, ngũ công ty sẽ hỗ trợ tận tình làm sao mà cho bạn, các bạn có làn da đẹp nhất để mà tự tin trong cuộc sống. Cảm ơn anh em đã lắng nghe từ nãy giờ và cũng đừng nói tôi bê tha nhậu nhẹt nữa nhé. Comment bài hát sắp tới để tôi xem có bài gì mà hay mà nó cảm xúc thì tôi hát cho anh em nghe nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.